Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Thủ tướng Chính phủ có công điện về khẩn trương rà soát, kịp thời xử lý các kiến nghị đề xuất của địa phương, bộ ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, chiều nay ngày 12 tháng 5, đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu. Cùng đi với Bộ trưởng có lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Trần Anh Thư, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, anh hùng lao động, Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời Huỳnh Văn Thòn, lãnh đạo các sở ban ngành và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện thị thành trong tỉnh. Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan và đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh những tháng đầu năm 2023 trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng khó khăn lại nhiều hơn thuận lợi. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01 phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của địa phương. Nhờ vậy đến nay đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước 6 tháng đầu năm 2023 đạt 6,95% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước 4,98%. Tình hình sản xuất nông lâm thủy sản tiếp tục duy trì ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế khu vực công nghiệp xây dựng tăng trưởng khá, thương mại dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường hàng hóa diễn ra sôi động nhưng giá cả ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Ngoài những kết quả đã đạt được, tỉnh An Giang cũng gặp một số khó khăn như cơ sở hạ tầng giao thông nhìn chung vẫn còn yếu kém, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và đi lại của người dân. Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang được Chính phủ lựa chọn là một trong 8 khu kinh tế cửa khẩu ưu tiên tập trung đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Nhưng đến nay, nguồn lực hỗ trợ đầu tư từ Trung ương vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, chưa có cơ chế chính sách đặc thù để phát triển và thu hút đầu tư vào khu vực này. Số dự án thu hút đầu tư tiếp tục giảm mạnh do một số vướng mắc chồng chéo về thủ tục đầu tư đất đai xây dựng chưa được giải quyết triệt để. Tỉnh chưa có nhiều quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ cao. Sản xuất nông nghiệp mặc dù tăng trưởng ổn định nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp vẫn chưa đảm bảo tính chắc chắn, bền vững. Qua đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ tỉnh An Giang xây dựng đề án và vận hành trung tâm đầu mối ở An Giang gắn với vùng nguyên liệu về thủy sản nước ngọt, trái cây, lúa gạo, vùng sinh thái nước ngọt theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 13 năm 2022. Đề xuất Trung ương ban hành cơ chế đặc thù phát triển khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang, đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu trình Chính phủ ban hành các nghị định sửa đổi, bổ sung liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng và nhà ở đồng bộ với pháp luật về đất đai để các địa phương thực hiện nhằm tháo gỡ các vướng mắc chồng chéo hiện nay. Đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành thông tư hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí nguồn vốn chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80 của Chính phủ để tỉnh An Giang có cơ sở triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các thành viên đoàn công tác báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh An Giang đầu tư một số dự án hạ tầng trọng điểm có tác động lan tỏa phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như đầu tư xây dựng cầu Tôn Đức Thắng đi Mỹ Hòa Hưng thay thế và hiện hữu, đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 941 nối dài từ thị trấn An Châu đến xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, đầu tư xây dựng cầu Tân Châu Hồng Ngự, hỗ trợ kinh phí thực hiện cầu Giàm Nao, Năng Gù bắc qua sông Hậu nối liền quốc lộ 80B, huyện Phú Tân và quốc lộ 80C, huyện Châu Phú. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, trưởng đoàn công tác Chính phủ, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của tỉnh, đồng thời đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và tỉnh phối hợp trong việc xem xét giải quyết nhanh các vấn đề trong khả năng cho phép. Về các vấn đề khác, Bộ trưởng yêu cầu các bộ ngành liên quan trong đoàn công tác của Chính phủ tổng hợp đầy đủ, có báo cáo cụ thể đến cấp Chính phủ, có giải pháp tháo gỡ. Về đầu tư một số dự án hạ tầng trọng điểm mà An Giang đề xuất, Bộ trưởng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận và báo cáo Chính phủ. Về những khó khăn, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng An Giang từng xé rào tạo ra đột phá từ tư duy kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường trong nông nghiệp, được Trung ương nhân rộng.
Trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế như hiện nay, An Giang phát huy tốt lợi thế nông nghiệp, đạt tăng trưởng ổn định, có giải pháp nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nghiên cứu phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh, xây dựng trung tâm liên kết vùng nguyên liệu về thủy sản nước ngọt, trái cây, lúa gạo, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững của vùng. Về những sáng kiến đóng góp kiến nghị của tỉnh An Giang và các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh, Bộ trưởng Lê Minh Hoàng đề nghị tỉnh, doanh nghiệp có những thuyết minh, đề xuất, tổ chức hội thảo với các địa phương khác để xây dựng chính sách từ dưới lên nhằm đưa chính sách nhanh chóng đi vào thực tế cuộc sống, tăng trách nhiệm của địa phương trong tham mưu chính sách. Bộ trưởng cũng đề nghị An Giang phối hợp các địa phương tính toán khai thác hợp lý nguồn cát phục vụ các công trình giao thông trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long.